Vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư đã đến với kênh Hồng Vân Nhà Đất Nha Trang. Hiện tại thì Vân đang đứng trên một cái tum của một cái căn nhà gồm mà một trệt hai lầu và một tum. Thì đây là cái trên Vân đang đứng trên cái khoảng tum của cái nhà đó, thì quý nhà đầu tư có thể thấy đây là mình thấy được cái quang cảnh xung quanh nè. Những cái căn nhà khá là bự và đối diện đây là cái chung cư CT1 Hút Phước Long Nha Trang, và nhìn phía bên kia là khu đô thị An Bình Tân được ngăn cách nhau bởi con đường Võ Văn Kiệt, hai làn đường 26 mét. Đây, bên kia là của khu vực An Bình Tân, còn khu vực bên này là của khu vực Phước Long của tập đoàn Hút. Thì hiện tại thì cái căn nhà ngày hôm nay Văn giới thiệu, Văn đang đứng đây, thì căn nhà này với tổng diện tích là 100 m², diện tích xây dựng là 300 m, gồm một trệt hai tầng và một tum, gồm 3 phòng ngủ. Đây thì Văn sẽ đi ra về cái khu vực đây. Văn thì đang đứng trên cái tum của cái căn nhà này, thì cái đây là cái không gian rộng để mình tận dụng để mình xây phơi đồ đây. Và nhìn phía bên này thì mình thấy được cái cầu Bình Tân của Nha Trang này, cái cầu Bình Tân này. Đây là một cái vị trí nhà này khá là thuận lợi để cho mình sở hữu. Bây giờ Văn sẽ đi xuống cái tầng kế đó. Ở cái tầng này thì gồm một phòng ngủ và một cái khoảng không chính. Ở đây thì mình có thể là làm phòng thờ hoặc là theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Thì đây sẽ là một phòng ngủ. Ở cái căn nhà này thì mỗi phòng ngủ đều trang bị phòng tắm, phòng vệ sinh ở trong. Thì đây là cái phòng tắm, tắm bồn này đây cho mình đây, và cũng trang bị máy lạnh cho mình rồi. Thì mình đây cũng là một phòng vệ sinh này, phòng vệ sinh chung hay là tắm đứng nha. Bên này là một cái khoảng phòng ngủ, mình cũng có thể là phòng ngủ. Ở đây cũng là, sẽ đi ra cái khoảng không trước đây. Cái mặt mình cũng có thể thấy đây là đối diện cái tòa nhà này là cái chung cư và nhiều cái shop house kinh doanh khá là nhiều luôn. Đó. Nếu đi thẳng vào đường này là mình sẽ thấy một dọc chung cư của mình cho những cái biệt thự khá là lớn ở của khu đô thị Phước Long. Đây. Bây giờ Văn sẽ đi xuống cái tầng tiếp theo cho quý anh chị cũng thấy rõ. Đây, mình sẽ đi xuống. Bây giờ bạn sẽ đi xuống nha. Đây, cái tầng này. À, với cái tầng này sẽ là có hai phòng ngủ, cái không gian rộng. Ở đây thì mình sẽ có nhiều ý tưởng để trang trí nè. À, bên phía tay trái bạn sẽ có một phòng và cũng trang bị phòng vệ sinh, phòng tắm ở đây ở trong. Lan can trước thì cũng sẽ quay về nhìn mặt đường của chung cư CT1 Hút Phước Long. Thì hiện tại cái căn nhà này á, với cái phòng ngủ này thì cái ban công cũng sẽ nhìn xuống đối diện cái CT1 Hút Phước Long, và nhìn tầm 20 m thì là khu đô thị An Bình Tân. Đấy, Văn sẽ đi tiếp cái phòng bên kia. Ở mỗi phòng ngủ là đều có phòng vệ sinh trong. Đây, đây cũng là một căn nè. Đấy. Bên này là cũng một phòng vệ sinh ở bên trong. Và hiện tại cái nhà này á, là chưa có sổ thuộc tập đoàn cổ Phước. Thì hiện là cái khu đô thị Phước Sơn Long vẫn là hợp đồng mua bán. Đây thì phần đi xuống thằng chợ này mình có thể kết hợp là quay mình cái kinh doanh tại cái khu vực này. À, lúc trước thì chủ đã cho thuê này. Đấy, bây giờ bạn sẽ ra trước. Đây bạn sẽ đi ra phía trước mặt trước của mình đấy, cái khu đô thị ngay khu đô thị Phước Long. Đây là khu đô thị Phước Long A. Này, biệt thự khá là to luôn, cái khu này này, cái căn của mình nè 100 m², gồm một trệt hai tầng và một tum. Quý nhà anh chị đầu tư có nhu cầu thì xin liên hệ với anh Văn, và giá là 5 tỷ rưỡi. Văn xin cảm ơn mọi người đã xem video này của Văn nhé.